Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một cặp noa, nhưng mà bên em thì phải gọi là siêu noa. Đấy, cũng giống như người các bác ạ. Người mà bỗng dưng lại có một siêu sức khỏe, siêu sức bền, siêu tốc độ, siêu nhanh hay gì ấy thì người ta gọi là siêu người, nhưng mà nó đúng ra phải gọi là siêu nhân. Thì ở đây nó cũng thuộc dạng như thế. Trước mặt các bác đây là một cặp noa sử dụng hai đường tiếng, đó là một bát 40 và một tép kèn. Thiết kế form thùng nó giống một số các dòng B3 mà các bác đã xem trên thị trường. Có rất nhiều anh em thợ bán cũng đã quay giới thiệu và review. Thì đây, cặp noa này đến từ thương hiệu là NS và model của nó là ARCS. Đấy, tức là cái này là AR của nó là viết tắt của dòng Array và CS đây, thì em chưa dịch ra là cái gì. Đấy, tức là đánh khu vực cục bộ hay sao ấy, thì các bác có thể là làm live show sự kiện tiệc cưới, các bác sử dụng một đôi này hoặc hai đôi này thì nó sẽ uy lực và mạnh mẽ hơn các dòng Array rất nhiều. Như trên thị trường hiện tại có rất nhiều anh em thợ gọi là làm live show sự kiện tiệc cưới, hoặc là các bác bán hàng hoặc là cho thuê âm thanh thì thường thường là sử dụng Array. Nhưng mà bên em thì em không khuyến khích là dùng Array, bởi vì nếu mà Array xịn thì không nói làm gì. Còn các loại dây rẻ tiền thì chơi làm gì cho tốn tiền ra, đúng không ạ? Đấy, thì đây là hàng bãi em vừa về trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Đấy, hàng bãi đây nha. Thì về tổng cộng được 4 cặp. Nhưng mà bảo bên tổng kho là thôi anh gửi cho em trước một cặp đi để em quay review đã. Còn sau mà có thời gian rảnh rỗi thì hôm nào gửi tiếp cho em mấy cặp kia cũng được. Thế là bên kho họ đồng ý bán nhất trí thôi, chứ có gì đâu nhỉ, đúng không ạ? Đây là một dòng loa rất là khủng khiếp. Uy lực của nó thì hơn các cái dòng Array các bác đang dùng trên thị trường rất nhiều nhé. Uy lực này, sức đánh này thì nó hơn rất là nhiều. Các bác chỉ cần hai cặp như thế này, một cái tiệc cưới khoảng tầm 800 đến 1.000 hai khách là các bác có thể bao cho họ nhảy múa tưng bừng luôn. Về trong tình trạng nó hơi bị xước bởi vì hàng bãi mà. Đây, các bác xem nha. NS Pro Show này, Pro Sound này. Ấy à, tem này còn tem xoáy kinh như này. Được chưa? Đấy, à đây là cái đèn này, đây bóng đèn này. Đấy. Tem xoay nó còn logo phát sáng nữa thì nó không phải gọi là quá đẳng cấp rồi. À không phải quá, mà phải gọi là siêu đẳng cấp. Chứ quá như trong một số video lần trước em giới thiệu ấy, quá là thừa, đúng không ạ? Đã quá là thừa rồi. Thì bây giờ không đinh tinh lên thuyên nữa, em sẽ tìm mọi cách để tháo tung cái cặp loa này ra. Đấy, đang rất là phấn khởi. Ốc yếc này. Thì nhiều các bác không hiểu là cái thanh dây này, thanh sắt này họ thiết kế đây làm gì. Thì tí nữa em sẽ trình bày với toàn thể các bác. Như các bác cũng biết rồi thì em nói qua nhá. Một số dòng loa cực kỳ cao ốc cấp của châu Âu và châu Mỹ, các bác có thể đếm qua như là N Acoustic, L Acoustic ấy, thì là họ xếp dây này. Đấy, có rất nhiều các vị trí bát ốc đây nhá. Ví dụ ốc đây này. Đấy, ốc này, hai ốc trước này, hai ốc cạnh giữa này, hai ốc cạnh giữa nữa này, hai ốc sau này. Đấy. Và nếu như các bác xếp trồng hai chiếc loa ria nhau thì em quay luôn này, thùng đã xước rồi. Thì cho nó xước cả thể. Rất là nặng nề nhá. Loa này nặng nề cực kỳ luôn. Về nó tốn sức nhưng mà sức đánh của nó thì không chê được. Đây. Các bác xếp hai cặp vào như thế này. Em sẽ đẩy lại đã. Đấy. Xếp một đôi như này, xong là các bác luồn thanh dây đây, giữa đây thì là một thanh trên, một thanh dưới đây nữa, nó sẽ cố định và coi như là các bác thể làm ba vũ trường, hoặc các bác làm siêu hỏa tiễn đánh ngoài trời thì nó có một góc mở âm rất là rộng. Và cái họng kèn của dòng này ý, thì các bác xếp chồng như này thì giữa cái điểm mà gọi là điểm nối giữa hai họng kèn, sóng âm nó phát ra ấy, nó không bị triệt tiêu giống như các dòng là nó full RAM này, không bị triệt tiêu. Đấy, một đặc điểm cực kỳ đặc biệt của cái dòng loa như thế này. Công nghệ thì của châu Âu. Và dòng loa này em cũng chưa tìm hiểu. Nói đúng là chưa tìm hiểu. Đấy, về ốc ác thì nhiều con nó bị mất. Em sẽ quay cho các xem mặt sau nhá, tí nữa sẽ tháo sau. Dòng này là không có phân tần. In 1+1.1. NF 400W này. Cộng 2-2 là 125W. Kinh không? Đấy, không có phân tần, tức là bây giờ các bác đấu trực tiếp dây vào loa tép là 125W. Và cái độ nhạy của nó, sensitivity này, 113 dB. Em chưa gặp cái loa nào mà siêu kinh khủng tởm này. Đấy, Imrec 8 ohm này. Ui dồi ôi,
2018 là mã sản xuất này. Đấy. Năm sản xuất là 2018 này. Còn số đường đuôi kia của nó là cái thông tin địa chỉ của nó ngày 11 tháng 9 2018. Vào cái phần đuôi này là cái kiểu là giờ mấy phút gì đấy. Hoặc là cái vị trí địa lý của nó là 71 độ 90 độ gì đấy. Độ góc độ nha. Đấy. Cái này thì về bên kho đã mở ra chụp ảnh rồi nhưng mà vội vàng họ quên không bắt ốc hay sao hay là bắt điêu này. Hậu nhôm nhá, rất là xịn sò luôn. Đấy. Các bác về chế thanh dây nguồn vào đây nhá. Đấy. Các bác làm đám cưới chỉ cần hai cặp như này thôi là đủ. Hai cặp như này thôi là các bác đánh vô tư rồi. Mà giá rẻ hơn các cái dòng A-Zay các bác mua mới trên thị trường rất nhiều. Hàng mới, hàng thanh gióng thì không nói gì nhá. Mà cái này giá rất rẻ luôn. Em nói luôn các bác này là bên em bán là vào 9 triệu rưỡi là chưa phân tần. Còn phân tần thì các bác cộng thêm cho em 500 nữa. Đấy gọi là lấy bằng tiền linh kiện thôi, có khi nỗ đấy. Đấy, được chưa? 10 triệu là cả phân tần. Em sẽ chế phân tần riêng cho dòng này. Thì bây giờ em phải nghe điện thoại đã. Xong là có gì tí nữa em sẽ tháo ra cho các bác xem nha. Đây nha các bác xem nha. Cái cấu tạo của nó thì có vẻ nó kinh khủng luôn. Đây là họ kèn này. Đấy. Nó lợi dụng luôn cả cái miếng gỗ đây này, gọi là đỡ cái tiếng nó ra. Lấy cái tiếng ra. Đấy. Họ kèn này thì mua thị trường là không có đâu. Thị trường Việt Nam, thị trường Trung Quốc là chưa có ông nào bán đâu. Đấy. Còn đây này, khoang này, em tháo hẳn họ kèn ra đây nhá. Cái họ kèn của nó và cái cục tép của nó thì phải gọi là kinh khủng luôn. Tép từ 17. Con này có mã là 900 ấy. Thấy hình như có 1-2 con ốc này. Đấy. Nói chung là hàng bãi về nên là ốc A có khi nhiều con thừa còn thiếu không biết đâu được. 4 ốc bây giờ nó có bắn có 2 con ốc. Con này có khi là phải để số hẳn hoi, không tí rơi ra thì vỡ mồm nha. Đấy. Có nó là HF650-8 này. Sản xuất 2019 này. Ủa con này rất là mới này. Con này kiểu như nó nắp vào ba vũ trường vỡ nợ hay dịch phát là mấy thầy tháo ra ngay. Đấy. Ốc đây, nhiều con nó vặn còn chưa hết này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem cổ bát nhá. À, nhìn này. Các bác nhìn dây nó đấu này đúng không? Cộng 1 trừ 1 cộng 2 trừ 2 này. Đấy thấy chưa? Chứ không các bác lại bảo em thần điêu đệ hiệp đi. Vậy em rất là khoái với cái dòng loa mà bên trong nó không có phân tần này nhá. Bởi vì cái nội tại của nó chủ yếu là tiếng tép nó gánh, chứ còn tiếng bát nó không có mấy đâu. Tiếng bát nó tiếng huỳnh 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 thế thôi. Đấy, ui, bác nhìn này. Cái dây bóng đen này. Nhìn cái dây bóng đen ở đấy, kinh rồi. Thấy chưa? Đấy, xịn chưa? Đấy, nhìn cái dây bóng đen đã thấy khiếp rồi. Nói chung cái hàng này mà các bác nào đã biết rồi nha, mà sử dụng cái loa này mà làm loa đám cưới, hoặc là làm cái loa gọi là chuyên đánh ngoài trời nha, cho mấy anh em nay sau sự kiện tiệc cưới nha, không còn cái gì để mà chê luôn. Nó quá tuyệt vời luôn. À, không phải quá mà nó rất tuyệt vời luôn. Đấy, một cái nó về nhiều con nó bị vỡ xương này, không biết là sao này. Vận chuyển kiểu gì vỡ được cái mép xương này hay là cái gì nó rơi vào. Hơi tiếc một tí. Lô này ô hôm là nói chung đã được cái giá tốt. Chứ giá thị trường và mấy cái dòng loa cao cấp này em nói thật các bác 20-30 triệu một đôi là chuyện bình thường. Nếu mà các bác mua mới nó không có tầm 120-150 triệu một đôi thì các bác cứ đến tận nhà các bác mắng cho em mà chặn. Đấy. Thôi không đinh tinh liên thuyền nhá. Bây giờ tháo cụ bát ra xem nhá, xem nó như nào. Chứ nhìn trông thấy khiếp quá. Đây các bác nhìn cái cổ tép từ 17 này. Không biết là bát từ 22 hay là bao nhiêu. Đấy. Tép từ 17 mà côn là côn 75 hay 76 gì đấy. Rất là khủng luôn nha. Đây, nhìn các cái nó rất là xịn này. Còn nguyên cả dòng bút này. Cái còn dòng bút này. Cái này nắp bên kia, cái kia nắp bên này. Đấy. Đây phải gọi là một cặp loa cực kỳ độc và cực kỳ là hiếm. Chuyên cho ba hà vũ trường. Đấy, mà các bác mà lấy cái dòng loa này đi đánh đám cưới các bác cho hai cặp thôi. Cứ để như này, xếp như này. Cho thanh dây vào đây hoặc là cái lấy cái gì nhét vào hoặc là cứ kê cái này thôi, dưới nắp mấy cái chân cao su vào. Để trọng lượng loa nặng sẵn rồi. Dòng này nó đánh tiếng nhưng phải gọi là kinh hồn khiếp vía luôn. Đấy, kinh hồn bạt vía luôn. Rất là khủng nhá. Loa này thì các loại loa kiểu như là B3 này nhá, nó còn phải quỳ nó khóc. Nó còn quỳ lại mà rõ ràng cổ bát cổ tép này từ tiếc là to có khi ngang nhau ấy. Thôi không đi tinh liên thuyên nhá, bây giờ tháo ra xem nhá. Xong là test đi trong clip lần sau chứ bây giờ không có phân tần. Mà các bác nào mua không phân tần thì là 9 triệu rưỡi nhá. Mà còn các bác nào mua
mà có cả phân tần các bác cộng 500 cho em, gọi là lấy mỗi thứ giảm tí thôi. Đấy, 9 triệu rưỡi này em bán và bao ship cho các bác, cước phí vận chuyển mất 1 triệu rưỡi thôi. Các bác đừng kêu đắt nữa, giá chỉ giá ngang bằng với cái hàng thành gióng mới thôi. Các bác gióng một đôi hỏa tiễn đơn 40, hỏa tiễn đôi 40, hiệu quả không bao giờ ăn được cái loại này nha. Loại này góc mở của nó, góc phụ âm của nó rất là rộng luôn. Đây các bác xem nhá, bảo sao công suất nó ghi bé thế, con này là hóa ra từ 19 vai côn, biết là côn 76. Đấy, đây GIS Audio, cho nên hãng này sản xuất cái cụ loa cho cái loa này. Con này nói chung là bát BC, xương BC, không nhầm đi đâu được rồi. Đép thì cũng BC nốt này, được chưa? Thì bây giờ em sẽ nhấc cái bát này ra nha. Nặng thế. Úi giời. Đấy, đây các bác xem bên trong thùng này, dây loa này, cổ bố đại ca đại tẩu chưa, toàn tiếng tàu này. Đấy, đây là cái mạch bo đèn này, các bác đấu dây này vào nó bát xong là này nó sẽ dẫn vào cái logo đèn. Đấy, kiểu ano cái đèn nó sáng rực lên ấy, rất là xịn nha. Đây là thiết kế thùng của nó. Thùng này nếu mà thùng gióng mới tại Việt Nam, một đôi thùng này, cả phụ kiện, cả thanh dây, cả cái họng kèn này, họng kèn thôi chưa tính củ loa nhá, mà cái đế nhôm này thôi nha, xấp xỉ phải tầm trên 5 triệu gióng mới tại Việt Nam nếu mà có. Đấy, bán này ra là phải xấp xỉ gần 5 triệu, hơn 5 triệu một đôi họng kèn, à một đôi thùng như này. Đấy, mà không biết là có chỗ nào làm không. Đây các bác xem cái khung chốt dây của nó rất là xịn này. Đấy, xịn cực kỳ luôn. Đúng là cái hàng này em nói luôn nhá, hàng này hàng của Trung Quốc thôi chứ không đào đâu ra mà Anh, Pháp, Mỹ, Nhật gì cả. Nên là các bác cũng thông cảm nhá, cái này em bán thật lắm, có sao nó vậy. Cái này nó còn cho cái thành nhôm hay thành sắt để đây nó chạy trong thùng này. Đây là nó gọi là gia cố cho cái thùng nó cực kỳ chắc chắn, không việc gì phải sợ cả. Đấy, nó chia khoang riêng, đây là khoang bát này, còn đây này khoang này, khoang tép này. Đấy, chia riêng luôn. Thì đây là cái ốc của nó bắn lên. Đấy, để nó giữ cái củ kèn kia. Đấy, rất là khiếp. Đồ này các bác không chơi thì em nói thật, các bác mua cái hàng gì nữa. Làm sự kiện tiệc cưới nhá, làm ngoài trời nhá, các bác hai cặp thế thôi, chỉ cần hai cặp quánh kinh luôn. Thì chắc là tầm tuần sau thì em sẽ lên cấu hình này, làm cả phân tần thôi, thì bán cho các bác là giá phân tần nhá. Còn các bác nào mà đặt là không phân tần thì em sẽ bốt riêng, để riêng lại cho các bác. Đấy, rất là xịn luôn. Đồ này em không chơi thì không hiểu các bác chơi cái hàng gì nữa, rất là khủng bố nha. Giá rẻ như hàng thanh gióng. Đấy, quá kinh khủng tởm, nặng lắm. Trông thế này thôi, bây giờ em bê cái thùng thôi. Ui giời ơi, thùng này phải 20 cân hơn ấy. Thùng không thôi phải hơn 20 cân đấy các bác ạ. Cái ba thì 12 cân rồi, cái củ kèn với họng kèn kia nó vào tầm 6 cân rồi. Đấy, thế là vào hàng gần cái thùng này nó khoảng tầm cả thùng cả loa nó tầm gần 50 cân một cái thùng. Hết cỡ, cả lưới nữa. Đấy, hàng này mà các bác còn bảo cái này anh không chơi đâu, cái này thì kia thì em chịu. Đây, cái họng kèn đây của nó là cái góc mở âm này, mở nó này 30 độ, đây 15 độ này. Các bác đặt đứng thì đánh nó hơi hạn chế tí. Còn các bác đặt ngang ra hay đặt như này nha, ví dụ đặt như này, đặt nằm đi, thì nó sẽ thành cái thùng dây. Đấy, đặt như này thì nó sẽ thành cái thùng dây, được chưa? Rất là xịn rồi. Nói chung cái này rất là nhiều kiểu, các bác có thể vào các website nước ngoài xem những cái loa của bên nước ngoài họ trình diễn như nào, đặt ngang đặt dọc, nói chung là tùy về các bác đặt nào được. Đặt thì em khuyên dùng là các bác là nếu mà các bác làm sự kiện tiệc cưới thì các bác đặt theo kiểu này, đặt cao từ 2 mét trở lên nhá, đặt trên 2 mét thì các bác đặt cho em kiểu này, thì góc mở nó sẽ xuống dưới là 30 độ và trên ngửa lên trên có 15 độ thôi, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả âm thanh cao, rất là cao luôn. Đấy, nhưng mà nói chung là tùy các bác thích đặt kiểu gì kiểu. Còn bên em thì biết đến đâu kể đến đấy, ăn nhau là cái đầu óc, bên trong là có được kinh nghiệm mình chuyên môn học hỏi không. Nếu mà có đầu óc nhưng mà bên trong không có một tí gì gọi là kinh nghiệm học hỏi, kinh nghiệm trải nghiệm và kinh nghiệm bán hàng thì
các bác chửi em chuyện bình thường, nên là hàng lấy sao thì em nói vậy, được chưa? Cái hàng này kinh khủng luôn, tháng này mà các bác còn chê nữa thì không biết chưa cái hàng gì nữa. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.